Hello, hello, Dậm xin mến chào quý vị nha. Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Mến chúc sức khỏe đến quý vị và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha quý vị. Thì ngày hôm nay em xin phép được kể cho quý vị nghe một câu chuyện ngắn hú hồn, hú vía nói về chuyện cái lỗ. Thì câu chuyện có nội dung như sau, mến mời quý vị cùng thưởng thức nha. Thì có một cái cặp vợ chồng này, cái anh chàng này ảnh mới vừa cưới vợ. Thì hai vợ chồng trẻ mới cưới mà, đêm tân hôn động phòng thì cũng đâu đó xong xuôi hết trơn. Thì anh chồng ông cũng nằm lăn ra ông nghỉ mệt. Thì cô vợ cũng nằm bên, chồng nằm bên. Đó, gọi là giải lao quý vị. Thì anh chồng ảnh mới nằm ảnh để tay lên trán, anh mới nói: "Hơi, công nhận trên đời này nghĩ cũng ngộ ghê. Có một cái lỗ mà ai cũng tranh nhau đút vô đó. Mà công nhận nó đút vô rồi thì sướng thiệt. Cái sao kỳ vậy em, ngộ em ha." Cô vợ này cũng mới nhăn, cô mới nói: "Chết rồi, hay là ông chồng không biết cái quá khứ của mình ta. Hồi xưa đó cái cô này cũng đẹp lắm, cho nên là cô cũng quen ông này anh nọ anh kia nan bên sen yên z gì đó. Thành thử ra là tiểu sử của cô này thì cũng không mấy được trong lành, cho nên là trong sạch, cho nên là cô cũng có quen nhiều người quá. Hay là ai nhiều chuyện nói cái chuyện của mình cho cái ông chồng mình ổng nghe. Mà bây giờ ổng đã lỡ biết rồi thì thôi kệ đi, mình nói cho ảnh nghe luôn đi, coi như mình lời thú tội đi, có gì mình còn được pháp luật khoan hồng." Thì cổ mới quay qua cổ nói với anh chồng: "Chứ anh ơi, em định giấu anh, nhưng mà thôi đến nước này rồi thì thôi em cũng nói thiệt với anh luôn. Ủa, em giấu anh chuyện gì mà em muốn nói thiệt chuyện gì?" "Trời ơi, ý anh nói là trên đời này ngộ quá, có cái lỗ à, mà sao ai cũng giành nhau đút vô, mà đút vô rồi thì sướng thiệt. Ý anh nói đây là cái lỗ là cái phong bì á quý vị. Cái phong bì á mà mỗi lần đi đám cưới người ta bỏ tiền vô đó đó. Đó, ai cũng thích đút vô hết trơn, tranh giành nhau đút vô bỏ tiền vô thùng, bỏ tiền vô thùng." Hai vợ chồng đếm mỗi tay luôn, buổi tối nay đếm mỗi tay. Cho nên là ông chồng ông mới nói là có cái lỗ mà ai cũng tranh nhau đút vô, mà cũng nhận đút vô rồi thì mình sướng thiệt. Sướng thiệt chứ, tại nhiều tiền mà, chúng nói trời ơi, ai cũng bỏ tiền vô, bỏ tiền vô. Bởi vậy đây là đố tục giảng thanh quý vị thấy không? Cái câu chuyện không có gì hết trơn á. Nhiều người chưa có hết video là đã súp nhau chửi em mà, tội nghiệp em quá quý vị ơi. Đó, thì á cái cô gái này cũng mới ngỡ ngàng, cũng giật mình, của nó vậy hả, nãy giờ ý anh nói cái đó hả, em tưởng anh nói chuyện kia chứ. Trời ơi, xém chút mình khai là chết rồi. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn, cảm ơn quý vị rất nhiều, xin chào nha.